chào cả nhà. Kìa con chào cô chú ơi. Con chào cô chú. Hai cả nhà ơi, bây giờ Trang đang ở nhà của má chồng của Trang, Trang làm nhà nghỉ á. Rồi bây giờ hiện giờ hai mẹ con Trang sẽ đi ra ngoài đây hái pom vào làm bánh pom nha. Đây nè, để Trang quay lại cho cả nhà xem nè. Đây nè cả nhà, nhìn cây pom nè. Nhìn thấy ham không? Hôm gà Trang làm nhà homestay á, mà Trang có nấu ăn cho khách luôn á. Cái Trang hái pom này Trang làm bánh pom á. Trời, người ta ăn ta thích thôi, à nói pom trong vườn nữa. Người ta ăn ta thích lắm luôn khách á. Đây nè pom nè, pom này không có thuốc gì chân luôn. Thì thiên nhiên á. Đây nè cả nhà xem nè. Nhìn đã không? Nhưng có một cái là nó nhiều khi nó có hơi sâu á, với lại hôm ngày nó cũng chín quá trời luôn rồi. Nên là nhiều khi nó bị úng ở trong á, nhưng mà rất là ngọt ngon luôn. Đây Trang hái, Trang thảy xuống đó hơi để xua nó lại. Ông xã Trang hái bên kia kìa. Đây nè, trái nè. Nhìn thấy ham không? Đây chùm luôn. Đây nè. Đây Trang hái bữa Trang hái Trang làm bánh á. À, pom này làm bánh rất là ngon luôn, là tại vì nó có cái vị nó ngọt mà vị ngọt chua chua và ngọt nhiều lắm, như là cái vị nó đậm đà lắm, rất là ngon. Làm pom bánh pom rất là ngon luôn. Đây nè, cả nhà thấy đã không? Hay là để em cắn một trái này cho cả nhà xem nha. Trong này nhiều khi nó có sâu nữa mà nó ngọt lắm. Ê, trái pom này à, ngọt đó cả nhà. Ngon tuyệt vời luôn. Đây nè cả nhà. Nó giòn á. Nó giòn mà ngọt. Đang đứng trên cái ghế nè. Đứng trên ghế. Cây pom. Cái pom này là nó nằm ở bên cái vườn của người ta. Mà cái vườn là vườn bỏ hoang, nên là không có ai hái chứ. Rớt đầy hết trơn luôn ở đây. Bên kia nữa kìa. Bên kia có người ta trồng. Mà trồng biết trồng cây chứ không biết nó không hái cả nhà. Để cho nó rụng đầy hết trơn á. Vườn này cũng không hái hết. Pom rụng đầy hết trơn luôn. Nó ủng á. Mà pom à. Mùa này pom nó mắc nha. Tại mùa hè á là không phải là mùa của pom. Pom bên này là từ tháng 10 trở đi á. Mới là mùa pom. Nên là mình ăn pom ở trong siêu thị bây giờ là cũng hơn năm rồi á. Nên là nó còn hơi đắt. Khoảng một tháng nữa đó là pom nó mới vào mùa, nó mới ngon. Rồi bà nè. Bà nội đưa hết. Bà nội đưa cho con á hả? Lụm đi. Pom dưới đó đó. Anh lụm. Tụi anh thích lắm cả nhà. Đây bên đây nè con. Đó, lụm hết vô. Chỗ đông hết đó. Nè con ăn không? Để mẹ cho con cục pom nè. Ông xã Trang hái bên kia, Trang hái bên này. À, nhìn thấy cây thấy ham không? Nó rụng nè, thấy rụng đầy hết trơn. Hai hái chứ. Đây cái vườn này là vườn của má chồng Trang. Cũng có chồng nữa, bắt đầu chồng nè. Tại vì vườn này cũng mới thôi, mới mua mảnh đất này để cắt cái nhà nè cả nhà. Đây là nhà của má chồng Trang. Còn ở ngoài trước kia có cái nhà đó là homestay á, là Trang làm ngoài kia đó, nhà có tới 6 phòng. Rồi giờ bỏ vô. Giờ thì món bánh táo đã làm xong rồi nè cả nhà. Ông xã Trang đang quét siro lên bánh và Trang thì đang chuẩn bị bài cái đây là món chính, món pulitika, là có nghĩa là món gà nấu theo kiểu Ấn Độ và Tây với cả nhà, rất là ngon luôn. Và Trang chế ra cái món này khi mà Trang làm ở nhà nghỉ, ở homestay, thì khách ăn rất là thích luôn. Và đây là món chính, tại vì hầu như là ngày nào Trang cũng làm món này, là tại vì khách đến đây chỉ ngủ có một đêm thôi, nên là thường là những khách khác nhau, nên là Trang chỉ làm một món, và một món rất là ngon để cho khách ăn rất là thích, như là vừa miệng á. Đó, và đây là món phô mai. Cái món phô mai này, cái màu xanh đó là mốc đó cả nhà. Cái loại phô mai này nó mốc xanh như vậy đó, nhưng mà ăn rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Đó, thì đây là những cái đoạn video clip mà khi mà Trang đang làm, mà lúc nào Trang rảnh đó thì Trang sẽ quay lại để chia sẻ cho cả nhà.
nên là Trang hơi quay hơi nó lộn xà ngầu hết trơn, là lúc nào rảnh là Trang lấy máy Trang quay liền. Vì khi mà mình phục vụ cho khách đó, thì mình phải phục vụ nhanh, thí dụ như 10 phần ăn thì mình phải phục vụ cùng một lúc luôn, mình đem ra món khai vị, và khi mà món khai vị khách ăn hết rồi đó, thì mình lấy dĩa vào, mình sẽ đem món món chính ra. Khách vừa ăn món chính thì mình bắt đầu mình đem phô mai ra. Đó, ăn phô mai xong thì mình sẽ đem món tráng miệng ra, nên là lúc nào mình cũng liên tục làm việc hết trơn á, mình không có thời gian nghỉ, nên là Trang không có thời gian để quay về cả nhà. Còn đây là ông xã Trang đang đang chạy bàn nè cả nhà. Ông xã Trang là người chạy bàn, còn Trang là trong bếp Trang chuẩn bị bỏ sắp vào dĩa sẵn hết. Trang nấu rồi Trang sắp vào dĩa rồi, ông xã Trang như là chuẩn bị bàn ở ngoài trước ai ăn như thế nào đó thì ông xã Trang đem ra thôi. Đó thì bên này người Tây họ rất là kính, nên là Trang không có dám ra ngoài kia Trang quay người ta, nên là Trang ở trong bếp Trang quay như vậy thôi, chứ tại vì mình không có quyền quay người ta cả nhà. Với lại nhà nghỉ thì Trang cũng mới làm thôi, nên là Trang không có dám đi ra ngoài. Đó, mà khách này là khách thường khách chưa ở lại một đêm rồi hôm sau đi rồi cả nhà, tức là khách khác không mà họ lại đây họ ăn buổi tối thôi, nên là họ đến từ 4:30 chiều tối họ ăn rồi họ ngủ ngày hôm sau họ đi rồi, tức là mỗi ngày đều thay đổi khách hết trơn á, không có ít có ai mà ở lại 2 đêm lắm cả nhà. Cầm ai vậy, cầm ai vậy, gớt một cái cha luôn. Còn bây giờ là tới món tráng miệng là cả nhà, thì Trang đang cắt bánh bơm ra và để ông xã Trang thì để vani cái gì đó glass là kem á, để kem lên. Trang thì để mấy cái đậu phộng nè, đậu phộng rang lên nè, đó thì mình trang trí cho đẹp mắt. Và một phần ăn như vậy là 20 euro, 20 đồng là khoảng cũng gần 500 tiền Việt Nam một phần ăn, thì có món khai vị, món chính, phô mai và món dessert là cái món tráng miệng này nè cả nhà. Và khi mà Trang làm nhà nghỉ á, thì khi Trang làm phòng á, thì một phòng như vậy Trang sẽ được trả 15 euro, và 6 phòng thì Trang được 90 euro cho một ngày. Và khi mà Trang nấu ăn á, một phần ăn bao nhiêu tiền thì Trang sẽ lấy hết. Và cái khi mà đi chợ á, thì Trang tự xức tiền túi ra đi chợ. Nếu như mà một ngày hôm đó có 10 người ăn, 10 phần ăn là Trang sẽ được 200 euro trừ cái tiền đi chợ ra. Nó thì nên vậy là nếu mà nhiều người ăn thì Trang sẽ có nhiều tiền. Và sau 9 ngày làm nhà nghỉ thì Trang được lãnh gần 2.000 euro cả nhà. Là 2.000 euro là bao nhiêu, là 40 40 mấy, gần 50 triệu hả? 50 triệu tiền Việt Nam sau 9 ngày làm nhà nghỉ. Và khi mà Trang làm á, thì hai đứa nhỏ là do ông bà nội chừng, và tối thì về nhà ông bà nội ngủ và buổi trưa thì lại nhà của ông bà nội ăn ăn thử nhà kế bên thôi. Và sau 9 ngày làm á, thì Trang được 2.000 euro, và hôm nay là ngày cuối cùng nên là gia đình đặt nhà hàng lại đãi cho ông bà nội và gia đình ăn, và sau đó thì gia đình Trang chuẩn bị đi về. Và Trang đã cảm ơn bà má chồng Trang rất là nhiều đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng Trang làm ở nhà nghỉ được tiền, và lại giúp đỡ giữ trông chừng hai đứa nhỏ ban ngày á, trông chừng hai đứa nhỏ chở đi chơi, mà trong lúc hiện giờ ở nước Pháp rất là nóng luôn cả nhà. Trái cũng nhiều lắm, không ngờ Trang cũng đi ngang Trang thấy Trang ăn đây nè. Trái dùng chùm luôn nè cả nhà. Còn đây là bên nhà bên homestay nè cả nhà. Ở cái nhà bên đó xây sau vườn cũng có, đây là cây này là cây prune, là trái mận nè. Đây nè. Trái này nó ngọt ghê luôn. Ngọt ngay luôn á. Đúng là chân đi ngang cho hái. Đây. Hái được một đống pơm mà giờ qua đây hái trái này. Trái này nó có một cái lớp màu trắng ở trước kia nè. Rửa rửa mình chùi chùi vậy. Nó sạch là trên cây à, đâu có dơ đâu. Ngọt ngay luôn, nó ngọt như cục đường vậy. Nó giống như mận mà, mận bên Hà Nội á, nó chua ha. Mày không có không? Ngọt lắm cả nhà, ngọt ngay không?
Cái là cây cherry nè. Cây cherry này trái màu đen á. Nóng quá à. Hết mùa cherry rồi. Nó mặn. Chùm chùm luôn. Ở nhà thấy không? Thì gia đình Trang chuẩn bị đi về nên Trang hái một ít trái cây nè. Hái ít trái cây với một tí hoa ải hương đem về. Hoa ải hương thơm lắm, đem để trong nhà thơm lắm. Tới mà một năm sau mình đem đi bỏ đó là nó vẫn còn thơm đó, là hôm trước Trang nói á. Rồi Trang hái một vài trái mặn. Đây nè, quên lấy cái vỏ đó. Đây nè cả nhà. Ngọt. Trái này ngọt lắm luôn á. Đây. Nhìn thấy đã không? Hái này xong là đi về luôn á. Ông nghe ở đây cả chục ngày rồi. Trang làm 9 ngày. Ở mười mấy ngày chứ. Trang ở là mười mấy ngày. Ba cha con nó thì ở cũng gần có 10 ngày. Đó là bây giờ đi về nhà mới được. Để nhà lâu quá rồi. Đó. Rồi hái xong rồi đi về luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video ủng hộ Trang nha. Chúc cả nhà một ngày bình yên, vui vẻ, hạnh phúc và mọi điều tốt lành nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Trang nha. Cảm ơn thật nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.